Chúng mình cùng về đây đi. Mình là An, mình theo học ngành nhà hàng khách sạn. Mình là Trinh, mình cũng theo học ngành nhà hàng khách sạn. Mình là Quỳnh, mình cũng theo ngành nhà hàng khách sạn. Mình là Hoàng, mình theo ngành đầu bếp. Còn mình là Thúy Tình, mình theo học ngành điều dưỡng. Hiện tại thì tôi đã có bằng B1 trên tay sau 7 tháng học. Mình đã đỗ B1 trong vòng 8 tháng. Và mình đã có bằng B1 trong vòng 8 tháng 13 ngày. Sau 7 tháng học thì mình đã đỗ B1. Sau 8 tháng học tiếng Đức, hiện nay mình đã có bằng B1. Habico rất là chu đáo, tận tình. Tất cả mọi người đều là hoa đồng và hỗ trợ nhiệt tình đến tất cả các học viên. Và ngày hôm nay em rất hạnh phúc khi em đi nộp visa. Trong khi đó các bạn khác thì thiếu hồ sơ và không có người đưa đón. Thì bản thân em là thật sự rất là may mắn khi được chính chị giám đốc trung tâm đưa đi. Và hồ sơ của em thì được trung tâm chuẩn bị rất là chu toàn từ A đến Z. Quá trình đi nộp visa của em diễn ra rất là thuận lợi và may mắn. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thì em đã hoàn thành thủ tục. Và bọn em cảm thấy rất là may mắn khi đã lựa chọn theo học tại trung tâm Habico. Không biết nữa. Không biết nữa. Á? Cũng vui lắm đấy. Mày bên giờ đấy. Nắp luôn, chuẩn luôn. Mày sắp tới luôn.